Ok, vô lên em. Hôm nay lại tiếp tục chơi một con game mới nữa. Hôm nay chắc dự định chơi game này, Tau Ga Begin nữa. Game này chưa ra mắt, nhưng mà chắc khoảng tí nữa ra mắt á. Đây. Đây là cái trang template của game này, 5 tiếng nữa thì game sẽ ra mắt. Và ngay khi mà chắc tôi đăng cái video này lên thì anh em có thể chơi được rồi đó. Game này thì lúc đầu tôi không định chơi đâu, nhưng mà nhìn cái gameplay cũng có đầu tư tương đối ổn áp nên chơi thử sau. Thể loại looter shooter góc nhìn thứ ba sandbox nè. Đây. Cái phần này thì tôi đoán nó là miễn phí thôi, tại cái beginner này là một trong cái phần của Golugua. Là sau này mà khi ra đầy đủ, ra mắt game bản đầy đủ thì mới là đầu có giá. Dev thì cũng chưa có để cái con game gốc ở đây, tôi sẽ phải vô đây tìm. Đây đây mới là con game phiên bản hoàn chỉnh của Dev nè. Anh em có wishlist thì wishlist game này. Đây chỉ là cái bản tiền truyện thôi, dạng nó nói đơn giản hơn là giống cái bản demo á đó. Đó, game thì cũng có khá nhiều thể loại cũng áp. Phong cách đồ họa này là phong cách polygon, anh em sẽ bắt gặp cái phong cách này rất là nhiều trong mấy con game khác luôn. Thì gần đây chơi mấy con game mà Apocalypse Party hay là Guy Gun á thì cũng là phong cách đồ họa là poly như thế này. Game này thì nó rất nhiều thể loại nha, chủ yếu vẫn xoay quanh với là xây dựng căn cứ sinh tồn và zombie hậu tân thế. Nhắc đến cái zombie hậu tân thế thì hôm nay cũng có một game ra mắt nữa. Đây, The Day Before, con game được đánh giá cực kỳ thảm hại lên Steam luôn. Nhìn đánh giá như thế này là đổ quét rồi đó. Đó, và này có tiếp thì vẫn là zombie với survivor thôi. Thực ra nó là multiplayer chứ không có open world. Không có open world đâu, thực ra là không có đâu. Đánh giá thì đúng cái bản chất game đó, sạch mùi lừa đảo luôn. Đây. Anh em nào chơi con game này thì nên cân nhắc trước nha. The Final bữa nay cũng ra mắt nè, vừa ra mắt một vài tiếng trước thôi. Đó. Anh em nào thích mấy con Apex Legends hay là PUBG đồ có thể chuyển qua thử cái luồng gió mới là con Final này. Bây giờ vô game ra. Đến lúc mà tôi đăng video này lên thì anh em có thể chơi được rồi đó. Này, vô thử coi game nó làm sao. Là bằng UDT nha. Tau Ga Survivor. Bật nó đỡ lên coi thử nó ổn định không. Continue thì chưa có chơi chứ bắt đầu. Cái giao diện menu cũng làm được đầu tư khá chuẩn chỉ nha. Tuy nhiên tôi bấm vô cái phần option này nó đứng luôn rồi. Chỉ có thể bấm vô New Game thôi. Nên chắc cái option đó chưa có được chỉnh cái gì. Game cũng chưa có audio gì nhiều nữa. Vô game thì FPS nó tụt xuống khá khá, chỉ còn khoảng 100 thôi. Trong game chỉ có option duy nhất là cái ngôn ngữ, hình ảnh, sau lại là background. Vô tình lơ thì luôn luôn là sẽ tắt này. Game này là tối ưu chưa có tốt nữa nha. Shadow thì không cần nhiều đâu. Audio ok, ngôn ngữ cho anh. Rồi, như thế này là coi như tạm được đi. Thử sẽ tin cao lên tí nữa. Coi cái đồ họa game này thực ra nó làm có tốt không. Không có luôn nha, chọn xong bấm bắt ra là nó mất nha. Nè, vô lại cái setting nè. Đó, nó vẫn là cái setting cũ thôi, chỉ tắt được cái mơ tình thôi. Chứ cái đồ họa. Rồi, mình sẽ đi đến cái điểm này. Tìm cái búa. Có thể đấm tay, tương đối đơn giản. Tìm cây búa trong cái khu này á. Trong cái hộp này không? Đây đây đây, có tương tác nè. Nhấn F để ấp thành. Đây, đặt cái búa vô đây. Này cây chặt cây. Rồi mình có thể chặt cây bằng nút F này. Cũng như có thể thu hoạch đá bằng cái này. Rồi ok. Vâng, tất nhiên là phải lấy hết rồi. Cái đèn pin là nó tự trang bị cho mình nha. Bên đây là gấp tinh. Game đắt quá.
Chắc tôi lóc FPS xuống. Để ở là 90 thôi. 90 cũng không được nữa. Chắc gớt xuống về 60 đi. Đây, lóc ở 60 cho nó nhẹ nhẹ lại đấy. Này tôi dùng phần mềm tôi lóc thôi. Rồi, hy vọng game ổn áp hơn. Bây giờ mình có thể gấp. Gấp tinh. Game này chưa có tối ưu được tốt cho lắm. 5 cái mảnh quần áo và cái sợi dây thừng thì mình có thể tạo được cái ba lô nhỏ. Cũng hợp lý chứ. Campfire thì cần gỗ và đá. Giường. Trong khi giường lại cần chỉ có hai mảnh quần áo thôi. Mà cái ba lô này 5 mảnh quần áo, workbench. Vũ khí thì tuy nó là súng nhưng mà nó thực ra là cây cung nha, cần rất nhiều gỗ luôn. Thì đầu tiên là chắc mình chơi mấy vũ khí này thôi. Đây. Quần áo, ba lô nhỏ. Thôi, coi bên cái on là được rồi. Map. Map thì mình đang đâu ta? À, đang chính giữa nè. Đây là một cái khu để mình có thể khám phá. Zilotone là dùng đá vàng. Núi phía bắc. Sa mạc. Cái khu cổng. Cái này cái thung lũng chết chóc. Cái này cái nông trại. Cái gì đây? Nhà của mình thì ở bên hướng này. Zombie. Zombie có cơ bắp hả? Con cá. Bản đồ giơ tay nhìn cũng đẹp chết hết chứ. Con kem, xin chào. Nhớ con chó của mình. Này là phương diện, cái này mặt trời. Tao ra. Bản đồ đẹp, có lời khen. Thu nhập 30 gỗ sẽ nhận được 100 tiền. Cái những quét này á, tốt nhất nên để lại tương tác với mình hoặc là làm cái gì đó. Chứ khơi khơi như thế này hơi kỳ. Tại vì sinh tồn nó mang tính thực tế mà. À, mình có thể dâm gân như ép. Cái này gần như là toàn bộ kho hàng luôn, mình có thể vô đây và lấy bất cứ thứ gì. Game có chạy nữa nha. Cái này là do dép khi mình mà tương tác vô á, dép cho hiện ra cái hitbox. Không phải cái hitbox nữa mà dạng như là cái va chạm condition, condition á. Nên đồ quả mới xấu gì, tốt nhất là nên tô màu cho nó thôi, chứ đừng làm như thế này. Như thế này rất là tệ luôn. Này là cái chỉ số của mình. Không biết cái này là cái gì luôn. Này là mở bản đồ như nãy thôi. Có cái xe ở đây nè, đi thẳng hướng rồi luôn. Quét thì cái này toàn bộ trong menu thì có hết rồi. Chúng ta đi thôi. Bây giờ nhiệm vụ mình là chặt 30 gỗ. Tiếng chim hót, tiếng cây cỏ nha. Trong mấy game sinh tồn mình luôn luôn có trái cây là trái dâu. Dâu hoặc là nho thôi. Nhặt đồ cũng thấy là cực nữa. Một cái cây vậy thì có 9 gỗ. À, đồ nó sẽ tự tương tác luôn, không cần mình phải đặt vô cái vị trí đó. Này sunfua, sunfua thực ra nó không có nằm trên bờ như vậy đâu. Mình có không thể lực ở góc trái dưới luôn nha. Có chỉ số mà đói và nước nữa ra. Đây mình đã có một cái điểm kill point. Tăng vào trên nó sẽ lên máu, tăng vào độ bền, tốc độ đầu game thì trên tới đây. Kill point là xài bên đây. Cộng 20 máu, cộng 20 chống đói, 20 giảm cái bước chân, 10 ô trong ba lô, 30% đam cận chiến, 30% tốc độ đổi vũ khí, 30% là con số rất là lớn luôn nha.
Nhặt đồ là rất là khó chịu. Cái cây to vậy mà chặt khoảng 3-4 cái thôi. Người ta không báo luôn các. Nãy đép mới gửi cho mấy con kia gì nó chưa có thời gian coi qua nữa. Rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Nên có cái chỗ để bám nhiệm vụ hay là làm cái gì á. Nhặt đồ rất là khó. Rất là khó nhặt đồ luôn. Thậm chí cái test mà lúc mình nhặt nhiều đồ á, là như cái này nè, mình nhặt cùng lúc rất nhiều trái dâu á, trái nho gì đó, thì nó lại chồng cái ký tự luôn kìa, đó 3 bê ghi á. Mấy cái lá cũng nhặt được cái nè, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Chuyện gì ta? Cái đá này đào không được hả? Hồi nãy là mình lấy được sinh phua chứ không phải lấy được đá nữa. Công viên thiếu nhi. Chưa thấy con dơm nào hết nha. Mọi thứ có vẻ rất là yên bình. Chỉ số đối kháng thì cũng tương đối ổn, nãy giờ chưa có mà thiếu cái nào dòm rồi. Chơi mấy dòm được đó. Trời, đập cái cục đá mà hiệu ứng nó to nhỏ ra nữa, nên làm cái hiệu ứng lóe sáng hơn là mấy hiệu ứng này nha. Bên đó là thành phố, bên đây chỉ là một cái bay khu quan vắng của mình thôi. Chạy nó cũng không có tụt giảm thể lực mấy. Bui là lúc nào ta? U, nút U. Mình bây giờ nó kêu gấp cái mà quốc bên. Đây, kêu yêu cầu gấp cái này. Mình thiếu cái mà sắt. Ủa, bui workshop chứ. Bên này là cái gì đây? Toilet ở nhà vệ sinh đó. Cái bình nước xung quanh cũng là thiên nhiên hoang dã quá đổi tên được không? À, bui bên đây. Bui là có khả năng nó dựng thẳng lên cái công trình luôn á. Ủa sao nó hiện ổ khóa? Không có tiếng động. Cái này lên làm một cái HTTP. Mission complete. Rồi mình có thể gắp đồ ở cái gắp menu. Workshop level 1. Đây. Đây là lỗi nè. Lỗi UI tôi đi sai nè. Lỗi này rất là sai luôn. Cái app chạy cũng khá nhanh. Nếu nhanh vậy không cần hiệu ứng như này đâu. Đi từ làm cái ba lô nhỏ chứ đã. Cầm file mình chưa có cục đá đâu trên ta. Từ 2 miếng cát mình có thể tạo ra cái chai, từ gỗ mình có thể tạo ra là mấy cái thang. Đây, từ cái này tạo ra được cái này nè.
lò rèn mình không cần cung cấp nữa. Từ cái miếng sắt này mình có thể làm ra, ủa từ cái cục sắt có thể làm ra miếng sắt. Hồi nãy mình đứng ở đâu mình bấm mà nó xây được cái này ta, đây phải không? Thực ra nếu như xây á, thì để ngay cái cổng vào. Cái này cũng có thể xem là cái cổng vào được. Cộng 2 chỗ ngủ, cộng 10 điểm giá trị vô giấc ngủ, cộng thêm 2 cư dân tối đa. Cái này là trang thiết bị ra đổ xe. Cái này là 10 chỉ số cảm xúc tăng trưởng mỗi ngày, dạng như là một cái khu vui chơi giải trí cho mình nữa. Cái kho nông trại thôi. 30 gỗ hả? 30 gỗ này. Cái gì cần thiết đã. Cần thiết giờ có thể xây được. Mình vừa thiếu cái gáp metal á. Bếp. Mấy cái này chủ yếu là tăng chỉ số. Năng lượng. Cái này là hứng nước mưa. Để tăng mấy cái chỉ số nước lên. Sao tắt thông báo rồi nó vẫn hiện ra. Thôi chết rồi, mất chuột luôn rồi. À đây, đây hiện rồi. Cái này mình có thể xây được nè. Gắp cái những trang bị áo giáp. Bây giờ 10 miếng sắt, hồi nãy là tỷ lệ nhiêu ta? 10 miếng sắt và 8 gỗ. Cái hồi nãy mình xây đây. Mười miếng sắt thì 40 miếng quặng rồi, ok làm thôi. Đi hơi xa đó, ở đó có cái nhà đó kìa. Ăn cái này giảm 7 đói bụng, giảm được 3 khác đó, đói tăng lên đó. Nhưng mà đói mình không có bằng nước. Nhân vật này đi chậm quá. Đứng bên đây thì không tương tác được nè nha. Đó. Đứng bên đây thì tương tác được nè. Anh em tốt nhất là làm cái hiệu ứng va chạm á. Một cái hình tròn luôn. Nó rộng ra là đều mọi bên. Bốn chục cái quặng bên đó đó, rồi xong rồi còn thấy quặng chế đồ nữa. Này không hái được nhưng mà sao lại để nó nổi bật như vậy? Cái cây rất là bự nữa, mà chỉ có vài cái lá thôi. Mấy thể loại game sinh tồn như thế này thì cái gì? Sinh tồn như thế này thì khoảng thời gian đầu anh em chỉ có đi mà đập đá trồng cây thôi. Game này thì chưa thấy cái cơ chế xây dựng nha. Cái đó là không phải xây dựng như cái nãy đâu. Hồi nãy mình chỉ là gọi là xây công trình để tăng thêm mấy chỉ số thôi. Rồi ăn rồi, có thể lên giường ngủ. Cây này không biết nó có ghét bao được không. Tối rồi, trời tối thì có cái gì không ta? Tối quá nhanh luôn á. Là xài điện pin nha. Nãy trong ba lô nó có gì á. Nhưng mà cái góc điện pin nó hẹp quá rồi.
là cái hitbox cục đá nè. Tôi nghĩ là anh em thiết kế có con game này xài chung một cái upset, cái cục đá, xong nó random ra cái ngẫu nhiên thôi. Thành ra mà đứng ở gần cục đá nó không hiện lên cái cây nỏ để mình đào. Cục này không đào được hay là chưa hiện. Mới có 7 giờ mà tới thui gì ta. Chúng ta về làng thôi, đúng đến chỗ này không? Đúng rồi. Đây, cái quặng Argon này. Cái này dạng như quặng sắt vậy. Giống giống game này hiền quá, mình không chọc nó là nó không làm gì mình hết. Bên đó có cục quặng nữa kìa, hai cục nữa kìa. Để đây đi, sáng này mình ra sau. Giờ ra nguy hiểm lắm. Một bên, chế ra được 8 miếng gỗ. Từ đá mình gọi ra gạch thôi, gạch miếng sắt, cái này gấp rồi. Bây giờ mình cần chế là chế cây nỏ, cây cung chứ. Rồi nó hết giấy nè. Rồi bị bớt rồi nè. Không có bấm ra ngoài được nữa. Rồi không có bắt ra được luôn rồi. Rồi được rồi nè. Cả xong cái nhiệm vụ nó hiện lên nên bị cái lỗi là trồng hai cái laser này. Thành ra là không thể tương tác được cái laser ở dưới. FPS góp chữ rồi đó. Tôi cảm thấy nó rất là lắc luôn đó. Chưa biết nên tăng cái gì. Bây giờ đi săn một con dê đã. Buổi tối săn được không? Nhưng mà tốt nhất vẫn nên đi ngủ đi. Nãy nó ghi rồi mình có thể ngủ ở đâu ta? Ủa ngủ chỗ nào? Đây nhà chị Sinh mà. Không có chỗ ngủ à.
Cái này ánh sáng làm quá đà luôn, tối luôn á. Không để vô nhà kho mà ngủ. Gấp cái giường không? Gấp cái giường xong rồi cái giường để ở đâu? À đây, cái này mới gọi là bui đinh nè. Không được ngủ trong nhà nữa. Đa bàn, lựu đạn, vải vóc, búa rìu, có đồ bền nữa nha. Ủa, ba lô sao có hai cái? Ủa, cái ba lô mình đâu rồi? Rồi mất tiêu luôn rồi. Ghé qua cái lò rèn cái này đi. Mới có 4 thôi. Chưa được phân nửa chi tiêu nữa. Bây giờ chúng ta đi săn một con hươu. Đây. Không có tầm ngắm hả? Gì mà nó trâu dữ vậy? Đúng rồi đó, hươu là phải nhiều thịt như thế này nè. Trong mấy con game khác là rồi xong, nó bị chồng cái laser nhiệm vụ lên nữa rồi. Đó, nó bị chồng cái laser là lên cái laser kia nè, nên không thể bấm được. Sao tự nhiên hô nhiều quá vậy? Bắn gì bắn hụt không à, mình chạy vô nhà mình luôn kìa. Sở hàng rào lủng lỗ nè. Con này chạy nhiều quá nên nó có thịt chứ không có da. Trời 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 trời. Con nãy mình bắn ở đâu rồi nè? Phải đây không? Có thể lụm được mũi tên đó nha. Bữa nãy mình đúng bộ kill luôn mà. Thôi tha nó đi, tha mày đó.
ăn phát mà không thấy lên cái gì ta. Đánh cục đá mà dâng ra như dâng máu ra nhé. Mình qua cái nhà ở bển coi thử coi. Coi mấy cái nhà ở bển nó có cái gì ngon. Đi. Đi dơm nhiều lắm nha, đứng xa thì không thấy nhưng mà lại gần thì rất nhiều nha. Để coi con dơm nó độ trâu nó bao nhiêu. Cháu cái nguyên combo luôn. Mình thế rồi thì tiền xài với ai nữa. Đóng ba lô luôn. Ba lô nó cũng có cái giá nha. Ý à cả không có đạn nha. Suda còn hạn sử dụng không đó. Thạc, thạc giống cây mà cà gót với cây gì khoai tây. Vô trong nhà là cái camera nó lại gần nên hơi khó chịu một tí. Ê! Con nó bự quá vậy. Bụt đi, xe này có nhiên liệu nữa nha. Bà bư. Ủa ảo giác à, đi đâm xe một hồi là nó thục dữ lắm, không ổn rồi. Qua đây lấy tí sinh phua ơi. Không có nút mà xếp cái vật phẩm.
Nhà mình đâu? Xe gì chạy chưa được cây số nữa mà hết 7 lít xăng rồi. Này được 4 cái nè. Không, vũ khí cận chiến vẫn là ngon hơn. Cây này 75 đam là gần như là cao nhất rồi. Không cây nào đam cao hơn đâu. Bây giờ mình xây cái này. Cái giường ngủ mình đâu ta? Đây, nướng được thịt. Có cả gà nữa nha. Cá luôn nè. Uống đi. Đây là tái nè. Ăn hai cái. Ăn hai cái là vui luôn. Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là nước thôi. Cây nỏ. Cây cung này đam 30, tốc độ bắn là 0.45. Sử dụng tên sắt. Cây này là 50. Súng thì mình có cây súng tím rồi. Tiếp theo là do vấn đề đạn dược thôi. Đạn 5.6 cho tới là 4.7, ok. Cây súng của mình là đạn 5.56. Thiếu cái thuốc súng. Thuốc súng. Thuốc súng sẽ chế tạo gần cái này. Nhưng mà sinh vua. Ok. 7 cục. 7 cục than là khoảng 30 gỗ. Cái campfire đâu? Chỗ này là chỗ nào vậy? Hồi nãy là nhiêu ta? 7 à? Không. 7 cái nữa. Mấy cái này thì coi như là dễ kiếm rồi. Khó là cái sinh phu hoặc cái quặng vàng á. Cái gì thiếu nữa? Cái này lấy từ đâu ra ta? Cái nhà kho của mình. Đây 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 đây. Cái này á, nên làm cái bảng nó quay thấp xuống một cái. Để đứng ở giữa có thể nhìn được.
coi chỗ đó là cái gì, cái thứ hai nó lên đổi cái ai coi. Ủa thuốc súng mình có 35 cái nè. Ừ quên, nãy mới tạo xong. Đạn này đạn máy đây. Đạn shotgun. Bây giờ mình chế thêm cung không? Không cần đâu. Anh em đợi tí, nó ra chết mèo một cái. Đếp gửi thêm một cây nữa. Thực ra thì tôi đang chơi rồi. Trời đâm cái là tốn bảy nó nha. Không đâm đâu. Ủa mà làm sao để hồi máu? Sao để hồi máu ta? Cảnh sát hả? Ơi, quên móc vũ khí ra. Chào chị, chào chị. Tận thế mình lấy tiền mình xài với ai ta? Còn đúng hit nữa là mình đi luôn á. Rồi. Mất sạch đồ trong ba lô. Cũng gần hả? Ok, coi như là hồi máu.
đi ngủ cái hết được không, ngủ cái lên quạng rồi đi luôn á. Cái nấm đốc trên đó là cái gì vậy ta? Chết rồi, tối thui rồi. Không có đèn pin nữa. Đấy, đừng 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 đừng. Chết lần nữa có khả năng mất hết cái đồ cũ luôn á. Tí nữa thôi, vừa chập tối thôi. Tí nữa là sáng sáng rồi nè. Trời trời trời, nó đuổi. Cái xác của mình nó đâu ta? Không lấy được cái xác là nghỉ luôn đó nha. Tôi sống rồi. Đi ngủ luôn đi, lỡ rồi. Cái giường hồi nãy là mình xây ở ngay cái bãi này. Ủa mấy giờ? Không có đồng hồ á, 3 giờ sáng á. Gấp campfire gấp rồi mà ta. Nó không hiện cái xác lên bản đồ. Rồi nói.
Cảnh sát ở đâu? Hướng này nè, hướng này nè. Nhưng mà không biết chỗ nào thôi. Cái sáng nó ra làm sao? Nó mất luôn cái xác trời. Quá tải luôn. Nó hiện cái xác là cái hình đầu lâu trên bản đồ nè, nhưng mà không có mini map, không có bất cứ cái gì để tìm được. Hồi nãy là chết trong đó đó, nhưng bây giờ không có nút lại xác được rồi. Là coi như mất hết đồ đạc luôn. Dùng trong này thì nó nhiều vô kể. Thôi, bản này dắt chơi đến đây được rồi. Sao có vụ chết mà không nhặt xác được ta? Còn cái xác mình thì nó nằm ở đâu? Không vô được, không có cái hiệu ứng leo.
Dòm này nó không biết nhảy. Mười ba mét. Ủa sao trên đó? Đó lên kiểu gì? Diễn cái cầu thang rồi đâu? Đùa à? Game này như vậy là được rồi. Tương lai chúng ta còn phải làm nhiều lắm. Hiện tại còn bớt khá nhiều nha. Cái đầu tiên là cái bớt laser ở bên cái quét á, khi mà mở lên nó dính vô cái quét, với lại cái cam file này tôi gấp rồi nè, nhưng mà nó vẫn chưa tính vô mà xong cái nhiệm vụ nữa. Đây cam file đây. Cái nữa là cái xác thì nó rớt cái nóc nhà luôn. Cái này nó cũng đè chồng lên cái gì ở dưới nữa nè. Tạm thời cái bản mà chơi sớm như thế này thì cũng tạm ổn thôi, chưa có hoàn chỉnh cho lắm. Rồi, ok, bye bye anh em.